Mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường Tôn Thất Tùng nhé. Hôm nay đi ăn trưa bên này thì muốn chia sẻ với cả nhà một cái địa điểm ăn trưa, một cái quán cơm trưa khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Đặc biệt là quán cơm này rất là nhiều món nha quý vị ơi. Quán cơm này Kiên đi cũng rất là nhiều nơi rồi. Có thể nói là quán cơm này là quán cơm nhiều món nhất Sài Gòn. Quán cơm này có tên là Cơm Minh Đức. Cơm Minh Đức nha quý vị. Ở đây thì nó nằm ở số là số 35 Tôn Thất Tùng. 35 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1 nha. Ở đây thì khách khá là đông. Rất là đông khách. Buổi trưa thì các anh chị văn phòng hoặc là tất cả mọi người hay ra đây ăn này. Đây, kia lại đây cho cả nhà xem ở đây có những món gì nhé. Đây, cả nhà thấy là qua cái tủ kính thì mình có thể thấy là đây có món cá kho này, thịt kho này. Rồi cái này là lươn xào này, lươn diêm, lươn xào, mực kho này, mực xào này. Rồi cái này là món thịt kho trứng này, cá kho với lại tiêu này. Cái này là lòng xào này, lòng nấu với lại dưa chua. Rồi có cá kèo kho này, cá rô kho. Ở đây là ếch xào. Đây là thịt gà kho này. Cái này là có sườn kho, cá kho, rất là nhiều loại cá kho nhé. Đây là xíu mại này, cá kho trứng chiên, sườn chiên, tôm rim, ngay đùi gà chiên, khá là nhiều món. Bên này có canh này, bên này canh thì có canh khổ qua này, và canh chua này, canh chua cá diêu hồng. Đây, khách rất là đông nha quý vị. Cơm Minh Đức, cơm Việt Nam. Bên này là cái tủ, bên này là rau, bên này này. Rất là đông khách mua nên trên không thể vào bên trong được. Chúng ta đi thì chúng ta sẽ để xe phía bên này nhé. Bên này có một cái nhà riêng để xe. Sau khi để xe đó thì chúng ta sẽ sang bên này gọi đồ. Đây có 3-4 người lấy đồ ăn bán ở đây này. Đây có cả pháo, mắm tôm, dưa chua, canh chua có hết, cái gì cũng có. Chúng ta đi đường thì chúng ta có thể đi đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta rẽ vào cái đường Tôn Thất Tùng. Thì nó cách cái đường Nguyễn Thị Minh Khai khoảng 50m nhé. Mọi người cứ gõ số 35 Tôn Thất Tùng là nó ra, Google Map là nó có chỉ nhé. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong gọi món và thưởng thức nha. Đây có nhiều quá, heo quay, mực diêm. Cái này giống kiểu pha lấu á. Cái này là có chả cá này, cá chiên. Này cá chiên, rau luộc. Này là cá tím này, rau luộc, rau xào. Rồi giờ chúng ta sẽ vào bên trong nha. Chào ngồi. Khách rất là đông nhé. Rồi chúng ta ngồi đây đi. Khách đông quá trời luôn. Có kế hoạch. Đây thì đa số các anh chị dân văn phòng với lại gia đình cũng đi ăn khá là nhiều. Cho em một dĩa cơm
Cơm mực bao nhiêu? Mực là nhiều thì xem. Đi cơm 75 nghìn. Cho em một cái mực nhồi thịt. Đi cơm bao nhiêu? Dạ, dạ. Rau luộc thì mình có thêm hay không? Rau luộc là 10 nghìn. Cho em một cái phần rau muống luộc là okay. Canh thì mình ăn canh gì? Canh là canh chua, nước hoa, canh bí. Là canh này gọi riêng hay không? Riêng, tất cả đều phải riêng. Tất cả gọi riêng hết ạ. À? Cho em một cần canh chua đó, canh chua mình ăn này. Canh chua 20. Canh chua 20 ạ. À? Canh mà không cá thôi. Đúng rồi, không có cá 60, không cá 20. À, không cá 20. Không cá 20. Dạ, lấy cho em một phần canh đó là sao? Dạ, với cơm để ăn ha. Dạ. À, mình gọi ở đây là gọi một dĩa cơm 75 ngàn, cơm mực rồi, nồi thịt 75, canh chua là 20 ngàn, canh chua không đầu là 20 ngàn, và rau luộc là 10 ngàn nữa. À, 105 ngàn là một phần cơm đấy. Đây này là cô chủ của mình. Quán này thì Kiên thấy là buổi trưa thường thường ở Sài Gòn quán này rất là đông và rất là nhiều món ăn ở đây. Rau mọi thứ là đều mình phải gọi thêm hết. Mình ăn cơm là nhiều canh hay là cà pháo gì là gọi thêm hết nhé. Đây canh chua này là 20 ngàn, một cái phần không cá 20 ngàn và phần có cá là 60 ngàn. Ở trong này thì nó hơi ồn nhé quý vị. Đây cái này là mực nhồi thịt 75 ngàn, rau luộc 10 ngàn, nước mắm, cơm. Đây một cái bữa cơm của Kiên là 105 ngàn nhé. Con mực nhồi thịt nha quý vị, mực nhồi thịt. Nếu mà một người mà ăn một cái phần cơm như này 105 ngàn á, muốn đầy đủ ấy, nó gồm có rau này, có canh chua này, có rau luộc này, thì 105 ngàn. Và mình ăn không cái mực mực không á, với lại cơm không thì 75 ngàn. Nếu mà không có canh. Rồi xin mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Cái này là cái tủ đồ ăn cái này. Thank you.
trên này có một cái rau món rồi một cân một hào hai đây là cái nước mắm chao này kìa. Con tôm này rất là nhiều nhân viên. Viên đếm chứ không phải mười mấy hai chục người nhân viên. Thank you.